con xin kính chào cả nhà. Hôm nay thì con xin chia sẻ một món ăn. Món ăn này có tên là sốt spaghetti để khi mình làm mì Ý. Nguyên liệu gồm có là cà chua. Cà chua mua quả to đẹp, con mới ngắt ra cái đầu. Hai quả cà chua, một quả bí ngòi vàng hoặc xanh cũng được. Một ít lá kinh giới, gừng, ít bột hạt nêm ngũ bản cho nó an toàn. Một ít dầu vừng hoặc dầu lạc. Trước hết thì mình sẽ nấu nước sôi và mình sẽ cho cái quả cà chua vào để luộc sơ qua. Con xin chia sẻ tiếp. Bắt đầu vào phần sơ chế. Sau khi sơ chế thì con có thêm nước của rau kinh giới xay và lỏng, một ít thịt chay và cà chua băm bí ngòi đã băm nhỏ. Sau khi chúng ta phi cho một ít gừng lên để cho thơm, và một số người thì ăn kiều nhưng mà con thì thật chủ nên con cự củ bí tân, con chỉ sốt phi gừng hoặc là riềng xả để tạo mùi thơm đặc trưng cho món ăn. Thì con xin chia sẻ là tại sao là nguyên nhân nào dẫn đến con ăn chay. Thì vào tháng 7, năm 1 tháng 7 năm 2020, nguyên nhân thấy một người trong nhà bị đau nặng và qua đời trong cơn rất là vất vả. Thì con muốn tìm đến một cái gì đó tâm linh để giúp cho người ra đi được an lạc. Thì vô tình có một người hướng dẫn là vào trong chỗ nhóm địa tính địa tàng để giải kinh. Khi thầy mọi người chia sẻ thì con bắt đầu xin kinh về mặt giải. Trong kinh thì có nói đến việc là ăn chay và ăn mặn, hướng dẫn những cái điều mà quả báo ăn mặn. Cho nên con cảm thấy rất là khiếp sợ và tự nhiên trong lòng con khác nhận được ăn chay. Con xin tiếp là sau khi viên phi gừng cho mà thơm thì con sẽ vỡ gừng ra hoặc có thể để về cũng được. Nên con xin vỡ ra để tránh lẫn lộn các trẻ em trong nhà đôi lúc khó ăn. Sau đó tiếp tục con sẽ cho cà chua vào. Khi nhân viên con bắt đầu thể được ăn chay này cảm giác rất tệ, bởi vì khi đặc tính thể được thì việc con tính là lợi ích vô cùng. Thì trong quá trình ăn chay, lúc trước khi mà ăn chay là con hay bị xỉu. Con mặc dù ăn mặn đủ chất thế này kia, uống đủ chất nhưng mà nó rất hay bị xỉu và rất là mệt, và bị xỉu trên đơn vị mấy lần luôn, để nội con phải bắt biệt đặt danh tính là và xỉu. Cho nên trước đó con không bao giờ dám nghĩ đến việc ăn chay, sợ thiếu chất. Nhưng mà khi mà trong quá trình con tập ăn chay dần dần thì tự nhiên con cảm thấy rất là thích. Và lúc đầu thì định phát nguyện là ăn mấy ngày thôi, nhưng mà sau tự nhiên thấy cảm thấy có một cái điểm biến hay sao, cảm thấy rất là thích ăn chay, con sẽ phát nguyện là ăn trường. Trước đây có ăn chay khó lắm, có ăn chay là có cái bụng hoặc là có buồn hoặc là có mệt, ít bụng hoặc là không khó chịu hoặc là mắng để nghe ăn mặn hết. Nhưng mà đến khi phát nguyện rồi á thì được ngài gia hộ, ơn trên gia hộ, cho nên là cái việc ăn chay nó cảm thấy nó đơn giản, gần gũi hơn rất nhiều. Lúc đầu thì có ăn chay cũng đơn giản, toàn là rau luộc, nhưng mà ăn như vậy thì không đủ chất và người xanh xao, ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên sau một thời gian con ăn thì con tập ăn và kết hợp một số món ăn có thực dưỡng của một số anh chị em chia sẻ trên nhóm, thì con bắt đầu thấy việc ăn chay nó nhiều dinh dưỡng hơn. Và sau khi mà ăn chay được một thời gian thì con cảm nhận là những cái bệnh huyết áp thấp, trước đây huyết áp 55 có lần xỉu, sốt nhẹ xỉu giữa đường thì có bác sĩ bảo là phải ngồi tại chỗ chứ không được về luôn. Nhưng mà
Và trong quá trình ăn chay thì con lại được sức khỏe tốt hơn. Và mấy năm trời con nghỉ, con uống thuốc, uống thuốc tây nào cả, thì có dùng thực phẩm chức năng vitamin để bổ sung. Tiếp theo con xin cho nghỉ ngơi và giúp cho món ăn là cô đặc hơn và nó có cái mùi gì nó vui hơn. À, khi mà con tập ăn chay như vậy một thời gian thì tự nhiên con cảm giác cái việc ăn chay nó trở nên rất là thú vị. Vì lúc nãy con làm nó rau lâu mịn quá nên con chuyển qua con xay. Ở đây có màu cam thôi chứ có màu đỏ, bởi vì con cũng làm một điều cũng làm cái thêm cái cà chua bên công nghiệp. Sau đó con cho một ít hạt ngũ bảng, thịt hạt của bạn để tạo cái gia vị cho cái món sốt của mình. Thì trong quá trình con ăn chay thì con cảm giác được là mình sẽ không có dễ hạ chủng sanh, ngăn ngăn chủng sanh, cho nên là những cái sân si và những của chủng sanh là cũng bị nằm trong nó vào cơ thể mình, làm cho tịnh mình nó đầm hơn. Và khi ăn chay thì giúp cơ thể nó gần gũi với thiên nhiên, cảm giác mình yêu môi trường hơn, yêu cuộc sống này hơn, cho nên là nhiều lý do dẫn đến con đã thích việc ăn chay như thế. Sau đó con cho một ít nước rau kinh tế để tạo cái đồ thơm, mùi thơm đặc trưng của món ăn. Dạ, món sốt của con đã xong, có thể bỏ vào thẩu thủy tinh để có thể cất dần trong lạnh và ăn dần. Ngoài ra mình có thể thêm một số phụ gia thích vào trong cái sản phẩm mì của mình ạ. Con xin chúc cả nhà ăn lạc và có những món ăn chay thật là sau xong thì con cho vào trong thực thủy tinh để mà thật dừng khi ăn. Món ăn của con đến đây là kết thúc. Con xin cảm ơn cả nhà đã quan sát lắng nghe. Con xin được ạ.